chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Có chút yêu dấu, chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói yêu anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho chạm tay anh rồi, vì anh đã mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ say trong giấc. Có chút yêu dấu, chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Studio số 6.
chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón các khách mời đáng yêu của ngày hôm nay. Xin mời. Á Hậu Hà Thu, Emma Nhất Khanh, Á Hậu Thủy Tiên và Nikki. Á Hậu không gì đó. Tự nhiên mình đứng ở trên đây cái tự mình cảm thấy là mình cũng rất gì và này nọ vậy đúng không? Ngày hôm nay là một cái số mà thấy là toàn là nhan sắc không. Wow. Nhìn đâu cũng thấy đẹp hết trơn. Tự nhiên mình cũng thấy mình ngát hương theo. Mọi người ơi, hãy chia sẻ đôi lời gì với tất cả quý vị khán giả đi nào. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến các anh chị quý vị khán giả. Dạ, hôm nay thì Hà Thu rất là vui được đến Thu chương trình. Thu, em có thể nói bình thường đúng không? Dạ, dạ được chị, chứ cũng mệt đó. Dạ. Nói chung là em hôm nay rất là vui đến với chương trình Stereo số 6 ạ. Dạ, cảm ơn chị, rất nhiệt. Hello, xin chào mọi người, em là Emma Nhất Khanh. Và ngày hôm nay Emma mong là Emma có thể cùng mọi người mang đến cho các khán giả đang xem chương trình thì là nhiều niềm vui. Bé ơi, dạ. Bé ơi, mình sống chậm lại xíu được không? Trời, vẫn còn nhanh quá. Em tại biết sao em định làm rapper. À vậy hả? Khó quá, chương trình khó quá. Rồi bên này xong rồi bên kia đi. Dạ, mời rồi bên này ạ. À, em trước nha. Dạ, dạ. Dạ vâng, em xin chào các anh chị và xin chào tất cả mọi người, em là Thủy Tiên. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh chị ở đây, xin chào tất cả mọi người đang xem và các bạn khán giả. Mình là Nikki. Yeah. À, và mình... Em có sở thích đam mê gì không? Em có sở thích... Thích em ma. Thích em ma. Sở thích em ma. Đúng. Sở thích em ma. À, không ạ, em chê nha. Em rất chê. Em chê nha. Vậy thì bây giờ nè, chúng ta đến một cái phần rất là quan trọng nha. Ở chương trình có hai đội trưởng rất là dễ thương luôn hỗ trợ người chơi nha. Cũng còn tùy. Cũng còn tùy thái độ đúng không nào? Lâm Vĩ Dạ và Quang Trung. Vậy thì bốn khách mời ngày hôm nay của chúng ta có thể tự do mình đưa ra quyết định, mình lựa chọn về với đội trưởng nào mà mình muốn là đồng hành cùng mình suốt cuộc chơi này đúng không chị? Đúng rồi. Giờ mình lựa được chứ chị? Được. Chỉ trong cuộc chơi thôi nha em. Ủa? À, mình chơi một đội 4 người, 5 người. Chị một dạ mình ơi, tôi chấp hết. Không chị. Hay ghê vậy. Không còn ai nữa. Để quảng cáo sơ sơ. Không cần một ai nữa, bên cạnh tôi cũng dư thừa. Thôi chị dạ, đứng yên đó đi. Em với chị chiến đấu với 4 khách mời thì sao chứ? Đúng vậy. Khó lắm. Em đổi. Đúng rồi. Em ba phải, em đổi. Ba phải luôn à? Thôi về chị ba phải theo em nha. Ủa? Đi về bên kia đi, không chịu được khóc bây giờ. Baby Kachima. Ok vậy thôi. Ủa, chị ra bên này luôn hả? Chị ba phải theo em. Không, chị đừng có dỗi. Em thấy là em gánh nặng quá. Nói chung là bây giờ mình ổn định vị trí rồi đúng không nào? À vậy là ổn định rồi đúng không ạ? Mình có đặt tên đội không ạ? Đúng có chứ, gia đình à, mình vui vẻ nha. Dạ rồi, nhóm em sẽ không di chuyển nữa. Em nghĩ là chắc đội hình em là chốt rồi chị nha. Không, thực ra chốt là em thử xem dạo này người chị của em bớt cọc lại chưa thôi. Chứ em đến đây là để gặp Lâm Vĩ Dạ mà, đâu có qua anh kia được. Phải không? Nhưng mà thấy vẫn cọc như xưa rồi cơ chứ. Nickname của tôi là Dạ Mặt Cọc. Cọc là do em á. Em đọc là do em á nha. Rồi bây giờ mình đặt tên đội đi. Đội tôi là đội con rắn. Oh my. Chị không biết là Nikki rất là sợ rắn hả? Đội em sẽ là đội con rồng. Xin mời đội con rồng và con rắn về vị trí của mình ạ. Một lần nữa chào mừng tất cả các khách mời của chúng ta đang đến với lại studio số 6. Để giành được những giải thưởng vô cùng giá trị và hấp dẫn của chương trình thì chúng ta sẽ phải trải qua hàng loạt các thử thách về âm nhạc. Đội nào chiến thắng nhiều thử thách hơn thì sẽ giành được chiến thắng chung cuộc của chương trình. Mọi người đã hiểu về luật chơi chưa ạ? Ok, chưa hiểu lắm. Đã hiểu, à, chưa hiểu lắm hả? Dạ, thôi cứ chơi vừa chơi vừa hiểu cũng được. Vừa chơi vừa hiểu thôi. Dạ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách âm nhạc. Khán giả
quay trở lại với studio số 6. Và đây là vòng thử thách âm nhạc. Với thử thách đầu tiên của chúng ta có tên là Ai nhanh ai đúng. Nghe tới đây thì các khách mời cũng sẽ biết là ở trong đây chúng ta sẽ phải trả lời các câu hỏi của chương trình. Và các câu hỏi này sẽ đều liên quan đến âm nhạc. Nhưng không phải đơn giản để trả lời mà chúng ta phải giành quyền để trả lời. Mỗi một lượt chúng ta sẽ có một đại diện của hai đội lên thi đối kháng với nhau. Và giành quyền trả lời như thế nào đây ạ? Chúng ta có một cái chiếc hộp. Trong đây ẩn chứa rất là nhiều điều bí ẩn của chương trình. Bí ẩn như thế nào ạ? Trải nghiệm không ạ? Một lát nữa là các khách mời lên đây sẽ được trải nghiệm cái cảm giác đó như thế nào. Ở trong đây chúng tôi có chứa những món đồ vật nè, và những bé con vật nè, rất là dễ thương. Thì cả hai khách mời, hai đội sẽ phải thò tay vào trong chiếc hộp này. Chúng ta rờ, chúng ta cảm nhận những món đồ vật và những con vật ở trong đó để chúng ta lấy đúng ra cái món đồ vật mà Sam yêu cầu. Và bây giờ cả hai đội của chúng ta hãy cử thành viên đầu tiên lên thi cái lượt này. Nikki sẽ là người đầu tiên ạ. Em cử Thủy Tiên ạ. Bây giờ nha, chúng ta sẽ cả hai hãy lấy cho Sam một con rắn màu đỏ. Mọi người ơi, em luyện tập 3 năm em mới dám nói từ rắn. Em rất sợ con rắn luôn ý. Ủa, đến con giống như em còn sợ cơ. Vậy thì qua ngày hôm nay em sẽ hết sợ, yên tâm nào. Thủy Tiên, cử lên. Thủy Tiên, cử lên. Cố lên, Tiên ơi. Vô đi em, vô đi em. Ủa Nikki, mình làm gì vậy Nikki? Okay, công nhận Nikki chơi này đàn ông quá ha. Trời ơi, đàn ông ra quá trời luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu hỏi nha. Lượt này thì Thủy Tiên đã giành được quyền trả lời cho đội con rồng. Chị Sam, hồi nãy giờ là hai bạn chơi một lượt câu hỏi hả? Dạ, chính xác, bởi vì mấy bạn chơi lâu quá. Không ấy là đội em miễn Nikki luôn đi được không ạ? Cho tụi em cất về tủ luôn đi cho mất thời gian quá. Đúng rồi, thôi mình cố lên nha. Bên em là Tiên đại diện ạ. Khoai, bây giờ mình trả lời câu hỏi này trước đi nha. Hãy cho biết Quan Âm Thị Kính là vở diễn nổi tiếng của loại hình nghệ thuật nào? Hết. Trả lời, bây giờ mình còn 4 giây mình trả lời đại đi. Ca trù. Ca trù. Đó là hey. Ca trù. Chèo à? Chèo, đúng rồi. Chèo. Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Em đã làm rất tốt rồi, em làm hay quá. Em với em Ma vừa mới quay qua nhìn nè. Chèo à? Một cái nghe má luôn, cái pop. Chèo mới là đáp án chính xác nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt trả lời câu hỏi số 2. Nhưng mà Sam muốn nhắc hai người chơi nha. Một lát nữa chúng ta lấy ra, nếu như mà không phải là cái món đồ vật mà Sam yêu cầu thì bỏ vào lại nha. Thứ hai này thì chị hy vọng rằng Nikki, em hãy lấy lại danh dự cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho đồng đội mình. Chị phải có niềm tin vào em đi. Chê. Hai đồng đội bất mãn quá. Và bây giờ hãy lấy cho Sam một bé tôm màu xanh. Ok, em làm được thì anh cũng làm được chứ sao đâu. Ồ, Nikki cho ta vô được rồi kìa. Bé tôm màu xanh hay quá. Nikki ơi, tự hào về em quá. Bỏ lại luôn. Cá đỏ. Con tôm nó sẽ có nhiều cái chân, mình kiếm con nào có nhiều cái chân, á. Này chắc chắn là trái xoài. Bên vậy được không hay là hất luôn? Không phải là nhãn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ai đúng, em đúng hay là... Yeah! À, đó. Lúc nãy em sợ có tôm, em tưởng là xe tải ấy, tại vì nó có hai cái bên. Con tôm với xe tải nó khác nhau nhiều lắm ấy. Tôm là nó phải có chân, có tai, có gai góc lên. Bây chân tai đó mọi người nha. Tiên ơi, mình giành được quyền trả lời câu hỏi, nhưng hãy nhớ là chúng ta chỉ có 10 giây thôi nha. Hãy cho biết tên bài hát nào dù có bị chọc ghẹo cũng không tức giận, đùa giỡn cũng không cười, buồn cỡ nào cũng không khóc. Tên bài hát
Không có nhắc rồi, bên kia nhắc không kìa. Nhắc à? Nhời ơi, nhắc gì đâu. Nè, đó nè. Đâu? Thấy rõ nè. Không hề không, nhắc cũng không cười. Ở dưới mà nhắc là tôi đem súng bắn ở dưới luôn. Không cảm xúc. Chính xác. Yes. Hay quá Tiên ơi. Hay quá. Yeah. Tôi thấy bên kia bé bé áo lè nhắc. Áo lè. Nicky ơi. Nicky, Thu Mì mất miếng da luôn rồi đó. Bắn cái mà lột miếng da luôn rồi nè. Coi làm sao được thì làm. Để em. Cơ hội cuối cùng nha. Sam nhắc với cả nhà đây là một câu hỏi rất dễ luôn. Nghe là biết câu trả lời liền. Cho nên đó là chúng ta giành quyền trả lời câu hỏi này đi. Thật sự luôn đó nha. Hãy lấy cho Sam một bé cá màu vàng. Không phải. Đừng có rung lên. Để sâu tay xuống nào. Anh cho vô tình cá vàng bơi trong bể nước lại ơi ai xuống cá làng mố tung tăng. Đây 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 con cá vàng ngay kịp con cá màu xuống, xanh xuống. Nha hai cá vàng đeo kính đeo kính ạ. Bé Thu chưa gì hết là đeo kính rồi. Em đeo rồi ạ. Còn chị Dạ là không nói lên lời luôn. Câu hỏi rất dễ luôn và có 10 giây để trả lời nha. Đây là đoán tên bài hát. Tên bài hát nha. Hãy cho biết cô gái nào không đi được đến tương lai. Tên bài hát. Cô gái nào không đi được đến tương lai. Cô gái đến từ quá khứ. Đang cười rất tươi. Đó chính là cô gái mà không đến được từ cô gái không đến với tương lai được là cô gái đến từ hôm qua. Chính xác. Chiến thuật của em mà chiến thuật để lần sau. Thì thua một điểm này là coi như là cái lượt của mình thua rồi đó. Cảm ơn Nicky nha và cũng cảm ơn Thị Tiên. Yeah. Bây giờ sẽ là lượt thi thứ hai nha. Hà Thu lên đi em. Còn cái tay là được nha chị. Hả? Còn cái tay em là được nha. Còn... Không, chị Sam ơi, vì Trung sợ cho nên em có một mong muốn là em có thể cầm một tay của Trung để Trung khỏi bỏ chạy và tay còn lại tụi em luôn. Yeah. Để khỏi bỏ chạy đi à. Xong rồi hai chị em mình hát một bài nữa. Okay. Biết bài gì không chị? Hai, ba. Tết Trung Thu hai dắt đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Vậy vậy được rồi, hai chị em. Hai chị em Trung Thu à. Một bé cua màu xanh dương. Đổ cái thùng nha mọi người. Cái gì người. Nó có ngón ngón á. Ê thôi cái chị này. Chị Thu này để em Trung tập trung tặng nào. Lại à? Đây là em. Hay quá chị, hay quá, có tài ghê. Cảm ơn chị. Có tài ghê, có tài năng. Rồi bây giờ nè, Thu đã giành được quyền trả lời câu hỏi. Dạ. Thu nhớ là chúng ta có 10 giây nha. Dạ, hỏi dễ dễ nha chị. Câu hỏi ở trong đợt này là những câu hỏi về âm nhạc mà chúng ta phải nghe những đoạn nhạc được tua nhanh. Rồi xong. Và đoán tên bài hát. 10 giây nha Thu. Xin mời âm nhạc. Rồi. Để mình nói cho mà nghe hả? Không phải. Đó là bài để Mỹ bắn cho mặt thôi. Ủa phải không? Đó là bài mùa đông không lạnh. Ôi trời ơi. Ôi chịu ơi. Nó không có một cái liên quan gì hết là em. Thôi câu này em xin lỗi chị. Dạ. Em không, em nghe em còn tưởng nhạc Tết. Nghe nó rộn ràng. Đúng rồi, nghe quá. Nó rộn ràng lắm. Xin mời Trung và Thu. Hãy bình tĩnh. Trung Thu. Hai chị em Trung Thu. Bình tĩnh à. Dạ. Yeah. Hãy lấy cho Sam một bé rắn vàng hai đầu. À! Tay chị á, tay chị. Ai? Tay chị. Không, ê, hi. Đi. Cái gì? Cái gì? Ủa mà đúng rồi, hai đầu nè. Ủa, bóp ra luôn rồi hả? Bóp ra được rồi. Ủa, bóp ra được rồi hả? Nhưng mà... Ôi giời ạ. Em cực khổ lắm mới lấy được con rắn, đừng có tua nữa, đừng có đưa câu hỏi tua tôi nghĩ. Bài này quen lắm nè. Là tua nữa hả chị? Đúng rồi, nói chung là bài này có liên quan đến chị. Xin mời âm nhạc nghe kỹ.
Đúng không ạ? Đúng không ạ khán giả? Mọi người vỗ tay cái đi mọi người ơi. Đó, chưa lại quê bên kia. Đúng không ạ? Chứ ở bên cạnh mình cứ nè cho chúng ta. Ai mà không nhớ, tôi cũng nhớ ra vậy. Thôi, chị cũng mới nhẩm được mà. Đội mình cũng nhắc một lần rồi. Nhưng mà giờ chị đố thu cái này mới hay nè. Bài này liên quan chị chỗ nào? Thì đó, đang băn khoăn đó chỗ nào. Bài này của anh Ngô Kiến Huy hát. Chị hay giả vờ yêu lắm hả? Hay là khúc đó chị thích anh Ngô Kiến Huy? Chị đọc MV. Hay khúc đó chị thích anh Ngô Kiến Huy? Trời ơi, bé này nói đúng nè. Chị đọc MV. À chị Sam ơi, tính ra mấy cái MV em đóng mờ nhạt thiệt sự. Rồi bây giờ sẽ là lượt thứ ba nha. Con gì dễ dễ nổi trên mờ đi chị. Con này dễ, con này dễ lắm. Lấy cho Sam một bé sò màu đỏ. Một bé sò đỏ. Cái này không phải là con sò rồi. Đi ra. Ui da. Ui da. Giờ trúng phải quá rồi chị. Xương sáo à? Cứ tưởng tượng là xương sáo đi ạ. Ê, trời nó chơi vô cái giữa rồi. Hai đứa gần lắm, Hai đứa gần cái gì chứ? Hai đứa gần cái gì? Ôi trời, sao mà mình chơi cực lực tới như vậy mình không thắng ta. Chúc mừng Hà Thu và đợi con rắn. Chúng ta đã giành được quyền trả lời câu này nha. Lại là một đoạn nhạc tua nhanh. Giận Thu ơi, bài này là một bản hit mà gắn liền với tuổi thơ, tuổi của thanh chị xuân nữa, hả? Của không phải của chúng ta. Sợ nha. Của chúng ta. Nói chị nó lên sợ nha. Của chúng ta thanh một xuân. Bài rất quen thuộc luôn. Xin mời âm nhạc. Đồng trái đất à. Em cũng nghe ra cái khúc mà hả đó đó. Như vậy là lượt vừa rồi thì Hà Thu trả lời đúng. Gửi lời xin lỗi đến cho đội con rắn của chúng ta nha. Không sao không sao, đó là có điểm này vui rồi chị. Yeah. Đó là bắn pháo hoa ăn mừng thôi. Chúc mừng Hà Thu đã chiến thắng rồi. Yeah. Yeah, hay quá. Chúng ta sẽ đến lượt tiếp theo nha. Xin mời chị Lâm Vĩ Dạ và Emma Nhất Khanh. Chào mừng quý vị quay trở lại với studio số 6 và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thử thách mang tên ai nhanh ai đúng. Bây giờ sẽ là hãy lấy cho Sam một bé cá màu xanh dương. Ồ, dễ này, dễ này. Cái con này bắt được bé cá bự lắm. Chúng ta là sẽ sắp xếp những ký tự được trộn lại với nhau thành tên một bài hát. Lượt trả lời thuộc về Lâm Vĩ Dạ 10 giây. Xin mời quan sát. À. Mãi mãi là một lời nói dối. Yeah. Ý tiên, đeo hai cái mắt kính đi em. Lần này sẽ khác, lần này sẽ khác. Tên em đi, tên em đi. Lần này là khác nha. Khác nha, khác nha. Ok, chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai nha. Lần này hãy lấy cho Sam
một bé rùa màu xanh lá. Có con rùa trong đó. Có, này bé rùa nha. Có rùa. Quá. Ủa? Anh ơi, chết rồi. Ủa? Chị Dạ sao hay vậy? Chị Dạ, em lấy con rùa rồi, chị Dạ giật lại con rùa của em. Tôi đã quảng cáo lúc đầu rồi. Bây giờ chúng ta cũng phải sắp xếp những ký tự được đảo ngược với nhau trở thành tên bài hát. Xin mời quan sát 10 giây. Ôi trời đất ơi. Một bước yêu vạn dặm đâu. Quá tuyệt vời. Thôi Mỹ Dạ, thôi Mỹ Dạ, con bình lớn. Trời, Mỹ Dạ. Thậm chí em còn thích cái bài này nữa chứ. Còn con gì không à, để tôi bắt luôn. Rồi, bây giờ hãy chị lấy cho Sam một bé cá màu hồng. Hồng là hồng đỏ hay là đỏ? Hay là hồng, bé cá màu hồng nha. Không, vô nữa. Sao em đẹp. Yeah. Đồng chị ơi, đồng chị ơi. Em có giường cho. Cứu em, cứu em mọi người. Bây giờ các bạn biết sức mạnh của đội trưởng để làm gì đúng không? Tôi sẽ cản người đàn bà này lại. Trả lời đi Nhất Khanh ơi. Xin mời. Trả lời đi. Chị phải nhắc nhở. Chị phải là chính xác. Mừng rỡ quá. Thưa quý vị, và để ổn định tinh thần của tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay, thì kết quả đã nghiêng về đội bé rắn khi mà chúng ta chiến thắng 2/3 lượt. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy nhanh chóng tiến đến với vòng tiếp theo, đó chính là vòng karaoke bão tố. Trở lại với studio số 6. Và đây sẽ là thử thách tiếp theo của chúng ta, với tên gọi là karaoke bão tố. Wow. Vì sao lại gọi là bão tố vậy chị? Hả? Mình phải bị cái gì đó xảy ra thì bão tố nó mới xuất hiện chị ơi. Chứ không phải là tự nhiên khi không mà bão tố tới. Bình thường mình đi karaoke á thì mình sẽ hát theo những cái chữ ở trên bảng điện tử, đúng không? Thì ở đây cũng sẽ có bảng điện tử có chữ luôn, nhưng mà đôi khi những cái chữ đó nó sẽ bị biến mất đi. Và nhiệm vụ của các khách mời là sẽ hát sao điền vô chỗ trống cho đầy đủ, đúng với lại lời ca từ. Vậy nha, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lựa chọn đội nào thi trước. Bởi vì hồi nãy là đội bé rắn của chúng ta đã giành được quyền thắng rồi, thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn là thi trước hoặc thi sau. Đội bé rồng thi trước đi ạ. Dạ, đội bé rồng sẵn sàng thi trước ạ. Bé rồng thi trước đúng không? Rồi bé rồng ngồi đây nha. Bây giờ mình cùng nhìn lên bảng karaoke của chương trình để xem mình sẽ lựa chọn vô bài hát nào nha. Xin mời hệ thống. Các bạn hy vọng là bài hát với giai điệu ca từ nhẹ anh nhàng thanh niên hay là... em không sai. Bài này nổi. Bài này là trúng tủ nè. Bài của anh Trịnh Thăng Bình mà hit một thời luôn chị ha. Tự tin là em à, bài này em à thuộc lòng. Vậy để xem nha, sự trình diễn của đội bé rồng như thế nào. Xin mời các bạn vào vị trí. Mình nha. Hôm qua anh thấy ôi người ấy đang trong tay với cô nào đây, giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu, nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây. Chưa một lần anh hết thắc mắc sao
cạnh người ấy. Chưa một lần anh ngừng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa phát người ấy. Người ấy có tốt với em, yêu anh như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tin em hay trách móc thịt nuôn chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ anh nhiều. Sao đây là vơi bớt đi nỗi đau của em. Người ấy có lớn tin hay lương tin em đâu không. Người ấy có biết quý em hay thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Trách móc thích nuông chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong. Người ấy có lên tiếng hay luôn khiến em đau buồn không. Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Ấy có biết tin em hay trách móc thịt nuôn chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao để lòng vơi bớt đi nỗi đau lòng ai. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tin em hay trách móc thịt nuôn chiều. Sương chút xíu à. Hồi nãy là hình như là Sam thấy là có một cái lỗi mà em hát sai mà quên bắn. Cái dạ, này là tôi anh kỹ thuật ưu ái quá rồi, mê ma rồi. Dạ đâu có đâu. Làm lại to và rõ ràng. Bắn nghẹo à. Tính ra là ở đây chỉ có một mình Trung là không có bị ướt thôi đúng không Trung? Dạ không, em có ướt. Vậy hả? Dạ em có ướt mà chắc là không biết ở đâu, chắc là áp thấp nhiệt đới đâu tạt qua em hay sao. À, cái lúc hát đồng đội hình như là em bị ướt. À, vậy là dạ, em bị dạ, đồng đội liên lụy. Dạ có, đồng đội phải thi chung nhau chứ. Như vậy là tổng hợp lại các lỗi mà đội bé Rồng đã thực hiện thì chúng ta thấy là bé Rồng có 6 lỗi sai. Cho nên là hy vọng là đội bé Rắn của chúng ta sẽ cố gắng hơn. Tụi nha, em quyết định sẽ nhân 10 lần lên ạ. Nhưng mà Sam muốn được biết là cảm xúc của hai em như thế nào? Lòng em đang dậy sóng chị ơi. Đau lòng quá. Sao vậy? Đi chương trình mà lần đầu tiên hát karaoke trước mặt mọi người ấy. Hát hay rất mà, là ngại. Hát hay okay mà. Chị ơi, đã Thủy Tiên á, lần đầu tiên hát karaoke trước mặt mọi người rồi còn bị tạt gáo nước lạnh vô mặt nữa. Chương trình mình cũng ngộ ghê. Ngộ lắm mà nha. Còn em Ma? Dạ em thấy bình thường chị ơi, không có gì hết trơn á. Mát mẻ lắm. Ê, nó nghe thằng bé này chẳng quá, có khi nào mình xịn với nước cho em được không? Không, tụi em giả bộ vậy thôi nha, chứ tụi em muốn gì đủ rồi, dạ. Rồi, em sợ lắm mọi người ơi. Cảm ơn đội bé Rồng rất là nhiều nha. Khoan đã, bây giờ chúng ta hãy cùng xem là đội bé Rắn của chúng ta sẽ lựa chọn bài hát nào. Xin mời hệ thống. Các bạn muốn vào bài hát nào trong cái kho tàng âm nhạc của chúng ta? Em thấy bài Một Đêm Say là em thuộc, còn nếu bài còn lại thì em không được biết. Một đêm thêm chút nữa, bài này chúng ta đã nghe chưa? Em có nghe và em có hát khi tắm rồi.
team anh hay team em gì cũng có máu nóng hết. Mà chị thì chị có máu điên nữa. Máu gì nữa không? Không máu. Em hy vọng lát nữa vô trong đó mình có máu nóng mà mình không bị lạnh mấy nước của chương trình nha. Dạ, xin mời đội bé rắn vào vị trí ạ. Cho em gần anh thêm chút nữa, một chút xíu thôi cũng được. Đừng rời xa em lạnh lắm, em lạnh lắm, em lạnh vì mưa, vì bão tố. Ai vậy? Một chút nhớ anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh mà sao đâu quá vậy. Một chút ít hơi ấm, một chút thương ấm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu trong đáy lòng. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa gấp lại, một chút chút yêu thôi mà đau đến nhói lòng. Mau dòng một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu đến vậy. Trái tim em vẫn sầu máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng mưa là hình bóng anh. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng nơi xa vời. Sai mà không bị bắn ha? Đâu, anh đúng mà. Em hát sai mà sao? Em hát đúng mà. Chưa bao giờ em hát đáp như vậy. Em à? Đúng rồi, em á. Thế rồi. Một chút nhớ thành hai, một chút chết giờ, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Trái tim em vẫn dâng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng anh. Đừng để em đi, lỡ sinh ra là để yêu nhau, đừng rời xa nhau. Tình yêu ở đây chẳng đâu xa vời. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngừng là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng để đi, đừng để em
lỡ sinh ra là dành cho nhau, chẳng rời xa đâu. Tình yêu ở đây chẳng đâu xa vời. Mười lỗi, mười. Wow. Em mong muốn là em được hát thêm bài nữa chơi lại vòng này. Xin mời nước ạ. Ồ. Xin mời nước ạ. Ăn mà. Em xin ăn mà em có xin phải bắn nước đâu. Thì xin cái gì, chương trình có gì cho đó, chương trình không có hát, chương trình có nước mà. Thôi. À, nói chung là hát dưới mưa cảnh xúc đúng là thú vị chị. Kiểu hát mà trong lo sợ, thấp thỏm lo âu á, cái tông nó cũng giật lên giật xuống, nó cũng làng đó, kiểu là sợ hãi. Lát nữa là xong số là Hà Thu có thể ở lại đây và trải nghiệm. Dạ thôi, dạ thôi, thôi em đủ rồi. Ồ đủ rồi hả? Em đủ rồi dạ. Vậy còn Nicky thì như thế nào? Em thấy ướt ạ, và em thấy rất là ngạc nhiên, bất ngờ. Vì có những cái giây phút mà em nghĩ là em đã chót lọt rồi, thì khoảng 2 giây sau có một cái luồng không khí lạnh từ hai bên nó òa vào người em. Và em bây giờ em cảm giác cái bộ đồ đi mượn này của em nó chắc phải đền rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dành thời gian để cho đội bé rắn của chúng ta vào sấy khô đồ đạc và chậm trang lại lớp trang điểm của mình nha. Xin mời các bạn về vị trí. Khán giả quay trở lại với studio số 6 và đây sẽ là thử thách âm nhạc dành cho hai đội chơi của chúng ta với tên gọi là giai điệu bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ nào đây? Ở đây á, một lát nữa thì chương trình sẽ cho hai đội chơi những cái từ khóa, đó chính là những cái tên của bài hát rất là quen thuộc với chúng ta luôn. Nhưng mà để chúng ta hát và đoán tên thì nó dễ quá. Chương trình làm khó mình chút xíu. Một lát nữa thì trong 3 thành viên của một đội, chúng ta sẽ có một người diễn tả bằng cách là sẽ đeo cái đồ lặn này vào, cái dụng cụ lặn này vào. Vừa mắt kính, vừa miệng thì chúng ta sẽ ngậm cái ống thở này. Hai đội hai cái phải không ạ? Đúng rồi, hai đội hai cái. Rất là giữ vệ sinh an toàn thực phẩm ạ, mọi người đừng có lo. Làm cách nào đó để cho đồng đội của mình đoán được tên bài hát đó là gì? 10 từ khóa trong vòng 3 phút, đội nào đoán được nhiều từ khóa hơn sẽ giành chiến thắng. Ngoài trừ là chúng ta vừa đeo cái dụng cụ lặn này thì chúng ta còn phải đeo chân vịt nữa nha. Trời. Đó, cho nên là cho có cho gieo mình xuống sông luôn không chị? Không, để hạn chế cái sự hoạt động tay chân của mình, để tránh trường hợp là mình nhắc đồng đội của mình quá rõ. À, dạ rồi. Bây giờ thì hồi nãy là đội bé rồng của chúng ta giành chiến thắng thử thách trước, các bạn muốn thi trước hay thi sau? Bên kia thi trước. Đội của em mạnh mẽ quá, bên kia thi trước đi ạ. Xin mời bé rắn ra đây ạ. Chơi thôi. Là tất cả. Ba thành viên của chúng ta ai sẽ là người diễn tả đây ạ? Ok, vậy bây giờ hả, mình sẽ đeo cái dụng cụ này vào nha. Bây giờ sẽ là lượt thi của đội bé rắn. Các bạn hãy nhớ là chủ đề dành cho chúng ta sẽ là mưa. Các bài hát về mưa hồi nãy chưa đủ sao? Hồi nãy trong kia chưa đủ sao? Bây giờ mưa này là mưa có điểm nha. Mọi người cứ mưa nhiều thì đều điểm nhiều thôi. Cố gắng lên. Tôi không biết có điểm hay có điểm nữa. Và hãy nhớ nè, Nicky ơi, mình chỉ được diễn tả cái giai điệu của bài hát thôi nha. Và hạn chế diễn tả cái lời. Và hạn chế diễn tả cái tên bài hát ra. Chúng ta sẽ có 3 phút và 10 từ khóa. Bắt đầu. Qua 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 hết luôn hả? Trời ơi, ông không biết bài gì hết hả ông? Chiều nay không có mưa. Một từ. Chiều nay không có mưa bay. Chính xác. Tiếp theo nha. Chim hót trong mưa. Con chim nào hót trong mưa? Quả mi hót trong mưa. Đúng rồi. Tiếp theo nha. Thế nên mình không giai điệu đi nào luôn. Giai điệu. Ê, bài hát này đi. Phải không?
Rồi, rồi sao không? Rồi, hay quá. Vậy tôi cũng đoán ra được ngay tiếp theo nha. Mưa. Mưa máy. Siêu nhân. Mưa chạy xe máy. Mưa cano. Ê, cái này đâu phải là chạy đâu, cái này sẽ là vậy nè. Vèo. Mưa. Vèo. Mưa phi trường. Hay quá, chính xác. Từ khóa tiếp theo. Mình có thuộc giai điệu không ạ? Mình ca sĩ phải không ạ? Thế đội mình nghỉ chơi được không chị? Ê, em mệt đó. Con đường. Con đường mưa hả? Hay quá, chính xác giai điệu luôn. Trời ơi, bài này nè thua không? Mưa, lại mưa. Chín, tám. Mưa sao băng. Chính xác. Bốn. Mình có giai điệu gì đâu. Hai, một. Hết giờ. Trời ơi, được cái là bé không thuộc. Sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ đồng đội. Được không. Cái là không thuộc bài nào luôn á. Cái bài em gầy mưa cái tự nhiên quên ngang luôn. Được cái là đội mình diễn tả giỏi nhưng mà không có thuộc lời nha. Không có thuộc biết bài hát nha. Như vậy là trong vòng 3 phút thì đội bé rắn của chúng ta đã đúng được 6 từ khóa. Xin chúc mừng các bạn. Cũng là một điểm số không hề nhỏ đó chứ. Hy vọng là với điểm số này thì đội bé rồng của chúng ta hãy cố gắng lên nha. Chúng ta sẽ cùng đến lượt thi đấu của đội bé rồng. Đội bé rồng của chúng ta đã vào vị trí rồi và các bạn ấy phân công là Quang Trung sẽ là người diễn tả, còn Tuyên với lại Emma thì sẽ là người đoán. Dạ, yeah, đội em xinh quá, đội em quá xinh rồi. Chủ đề dành cho đội các bạn nghe nha, sẽ là gia đình. Liên quan đến gia đình, nhưng mà hãy nhớ là chúng ta chỉ diễn tả giai điệu thôi nha, hạn chế diễn tả tên bài hát. Từ khóa đầu tiên dành cho các bạn. Ông bà anh. Một nhà. Chính xác. Một nhà. Từ khóa tiếp theo. Qua. Wow. Từ khóa tiếp theo. Bốn chữ. Qua không? Qua không? Bỏ quá. Bỏ quá. Ba thương con. Ba thương con. Ba thương con. Gia đình thương nhau. Cả nhà thương nhau. Cả nhà. Đúng rồi. Từ khóa tiếp theo ạ. Quá hả? Ồ. Mẹ bỏ con. Bốn chữ. La 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 la. Nhìn kìa, nhìn kìa. Bức đó. Bức thư của mẹ. Cái gì? Bàn tay của mẹ. Tấm lòng của mẹ. Tấm lòng của mẹ. Quyển sách được nhật ký của mẹ. Nhật ký. Đúng rồi. Quyển sách của mẹ. Bài hát của quyển sách của mẹ. Mẹ yêu. Đúng rồi. Hay quá. Bốn chữ. Mẹ tôi đi lấy chồng.
đội bé Rồng của chúng ta đã đoán chính xác được 6 từ khóa. Chúc mừng các bạn. Chị có cộng thêm cho hai thành viên đội em mỗi đội 2 điểm sáng tạo không chị? Không phải đâu, phải trừ điểm mới đúng. Ủa vậy hả? Chứ cái bài của người ta là chị tôi mà xong rồi tự nhiên nghe ra thành mẹ mẹ tôi rồi mẹ tôi lấy chồng nữa. Sai nha, cái đó sai nha. Sai sai bậy nha. Thôi đi về mới còn bị trừ điểm nữa mọi người. Cả hai đội cũng đã rất là gắn và rất là gồng mình để có được điểm số hòa nhau ở trong vòng này. Ngang tài ngang sức nha, tại vì ở đây là thử thách thứ 3 rồi mà chúng ta vẫn đang hòa nhau. Điều này có nghĩa là thử thách cuối cùng của ngày hôm nay cũng sẽ là thử thách quyết định xem đội nào giành chiến thắng chung cuộc. Chúng ta sẽ cùng đến với thử thách MV Bá Đạo. Quay trở lại với studio 66 và đây sẽ là thử thách cuối cùng ngày hôm nay, thử thách quyết định xem đội nào giành chiến thắng chung cuộc. Và thử thách này sẽ có tên là MV Bá Đạo. Đây là một cái thử thách rất là quen thuộc mà tập nào cũng sẽ có. Và cái nhiệm vụ đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn xem MV nào thuộc về đội nào. Chị mời em chọn trước. Vâng, em mời chị chọn trước. Ok, hãy đưa cho tôi. Ủa? Mọi người thấy đó, em mất 7 rồi, lần này cũng mất 7. Dạ không sao, em có ý mời chị em thiệt mà. Đây là hai chiếc MV của chương trình. Mời hai em mở. Vậy mình để cho phong bì chi ta? Để cho nó bất ngờ vậy đó. Có ai thương em như anh? Wow. Màu nước mắt. Wow, hai bài hát đều là hai bài hát hay. Tôi thấy là cái bài này nghe có vẻ buồn quá. Có nước mắt. Quăng qua đây cho em đi, nước mắt. Tôi sẽ chọn bài Có Ai Thương Em Như Anh. Bài này nghe có vẻ là được yêu thương hơn. Có lẽ vậy. Đó, vậy có nghĩa là bài hát còn lại cho chị xin nha. Bé gái gửi qua bên đó giùm chị. Màu nước mắt. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta không phải rơi nước mắt nha. Nước mắt rồi chị ơi. Nước mắt hôm nay màu gì đây ta? Vì Bá Đạo này thì chúng tôi xin phép được diễn trước luôn. Quá dữ. Có một idea cực kỳ bá đạo. Có thể bật tiếng nhẹ không ạ? Và đã chuẩn bị rất là cung phu cho MV này. Vậy mình diễn luôn đi ha. Đúng rồi, MV này thì chúng tôi sẽ diễn bằng những cái tâm lý rất là nặng. Rất nặng. Wow. Và đòi hỏi phải diễn xuất thật là xuất thần. Kinh dị hả? Phim kinh dị hả? Không phải kinh dị. Nó là tâm lý bi kịch. Hài kịch. Chính kịch và hài kịch. Trồng chéo lên nhau, đan xen từng cái, lớp. Cái khúc nằm vật đó là gì? Dạ, sẽ nằm vật ra. Vâng, cái bài nặng đô giật. Chúng tôi diễn liền được chưa ạ? Xin mời đội bé trắng. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa ta? Xong chưa chị? Hết rồi. Ủa? Chị truyền ba bộ tóc giả em ra, em làm y chang vậy bà sao luôn. Ủa sao mà, ủa vậy vậy cái khúc mà kịch tính đâu, cái khúc mà cái gì, trời, mà cái hài mà... kịch rồi biên kịch rồi cái khúc cao trào tôi diễn quá trời đó, sao nói gì vậy? Phần thể hiện của chúng ta, cái nội dung hay là cái ý nghĩa mà các bạn muốn truyền tải qua cái phần trình bày vừa rồi là gì? Là lời bài hát. Mà bọn em muốn tập trung vào âm nhạc là chính. Tại vì là bây giờ có rất là nhiều các MV ở trên thị trường là tập trung vào câu chuyện quá nhiều rồi. Bây giờ em muốn tập trung vào âm nhạc mới là cái phần cốt lõi của một bài hát. Và nỗi đau nữa chị. Nỗi đau á, tụi em chơi nhạc của cái khán giả đau tai. Chơi nhạc mà đau lắm đúng không? Đau bên trong đau. Đau đau. Dạ mọi người zoom cận lại thấy đoạn nãy chị dạ đau bụng á, chơi đàn mà vậy nè. Đau bụng quá. Dạ tại vì những cái số trước á thì các bạn sẽ thường là thể hiện một cái câu chuyện gì đó và phải diễn hoạt cảnh rất là nhiều, nhưng mà đây cũng là một cách mới, cũng là một cách rất hay, quan trọng là mình truyền tải cái thông điệp như thế nào, đúng không? Cũng đã có rất là nhiều ca sĩ thể hiện cái MV bằng cách đó là một cái dàn nhạc như vậy và hát, nhưng tôi chưa thấy một cái dàn nhạc nào mà nó bất ổn như thế này mà. Nó hỗn loạn như nó hỗn loạn và nó đau lắm. Nó thể hiện được đúng cái nội tâm của bọn em là đang hỗn độn và rất là chồng chéo, rất là đan xen nhiều cái cảm xúc. Ok. Và không biết là có ai thương bé rắn như là các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay hay không. Hy vọng là các bạn khán giả hãy bình chọn cho đội bé rắn của chúng ta nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại MV bá đạo của đội bé rồng. Trời dãy nghiêng trôi theo màu
buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. Liệu có thể đánh đôi tất cả vì cô ấy? Cảm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ. Trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt, ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng. Mà vỗ tay gì đây, sau lưng này là tạo dáng tạo hình gì vậy? Nói nghe nè, cái kịch gì mà cái màu sắc nó lạ quá vậy? Cái màu sắc lạ hả chị? Chị biết màu gì không? Màu gì? Dạ màu nước mắt. Để chị đoán có phải không nha. Cái hoạt cảnh này của mình đó là trong một cái bệnh viện, và ba bạn là một là ba bệnh nhân. Cái nội dung mà các bạn muốn truyền tải qua MV Bá Đạo này là trong cuộc sống thì ai cũng sẽ có những nỗi buồn riêng, và tất nhiên nỗi buồn của mỗi người sẽ đến từ những cái lý do khác nhau trong cuộc sống. Nhưng mà từ âm nhạc thì những nỗi buồn đó của các bạn được kết nối với nhau qua MV Màu Nước Mắt này, đúng không nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho MV Bá Đạo nào mà các bạn ấy yêu thích, đội Bé Rắn hay là đội Bé Rồng đây. Xin mời các bạn hãy lựa chọn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vài món quà âm nhạc mà tất cả các khách mời mang đến cho chương trình nhé. Xin mời quý vị. Gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa thể yêu ai, vẫn chưa nắm tay ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim chẳng to nhiều hơn, chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người. Đâu phải em phải mong hết đau là bớt đau, nhiều khi lý trí của
giờ trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, du áo phong sương anh vui tình duyên. Studio số 6. Hồi nãy là ở trong cái thử thách trước, tỷ số của chúng ta nó cũng rất là sát sao nhau, chỉ chênh lệch một xíu thôi. Và phần thắng trong sự bình chọn của tất cả các bạn khán giả đã thuộc về đội Bé Đào. Nhờ tụi mình khóc đó, nhờ tụi mình khóc đó. Như vậy là chiến thắng chung cuộc của ngày hôm nay cũng đã thuộc về đội Bé Đào. Xin chúc mừng các bạn chung của. Trời ơi, ơi, có ý kiến hả? À, người ta là đội con rồng chứ không phải bé. Em gọi bé rồng cho nó dễ thương. Mình có đồng ý không ạ? Không ạ, từ đầu. Ủa? Tới giờ. Ủa? Em nghĩ nên quay lại từ đầu tiên. Ủa gì vậy? Người ta là con rồng con rắn mà chị thành bé rồng bé rắn. Bé rồng bé rắn dễ thương mà. Vậy thôi cũng được. Cuối cùng là rồng rắn đã lên mây rồi. Có rồng lên mây thôi, bé rắn vẫn còn ở dưới. Bé rắn vô hang rồi. Đội con rắn của chúng ta, tuy là các bạn chưa giành chiến thắng nhưng các bạn vẫn nhận được phần quà của chương trình, đó chính là chiếc hộp số 6. Xin mời các bạn hãy qua bên đây và nhận quà nào. Hả? Đừng đừng đừng, có cái gì đó. Hả? Hộp số 6 đâu có gì đâu sợ, lần trước đội trung thua. Ý là đây là chiến thắng đó, tại vì đúng trùng với tên chương trình luôn, hộp số 6, chương đúng trình rồi. Studio số 6. Hay quá. Bởi mời Hà số Thu. Số 6 là phải đặc biệt dữ lắm nè. Xin mời ủa đồng đội mình đâu hết trơn rồi? Đồng đội mình đây. Em thấy chị Hà Thu rất là sung cho nên chắc là chị Hà Thu sẽ lãnh hộp quà này một mình rồi. Đúng rồi. Nhấn vô nha. 1 2 3. No. Chúng ta có 3 ly nước giải khát dành tặng cho đội thua cuộc. Đây. Trời ơi, tôi đứng xa mà tôi còn nghe cái mùi của nó đó trời. Mùi cần. Cần tay á, em mùi cần tay. Mùi chuông. Thu uống rồi kìa, wow. Wow. Mùi thịt như thế nào? Em đói khát lắm hay gì? Uống ly của chị đi. Chị uống luôn ly của em đi em. Chị. Nó đắng không nói lên lời luôn. Cái nước gì bà? Nó nước đắng. Mấp, nước mấp đắng hả? Mấy cái này lần đầu tiên uống ta nhấp môi thôi. Uống cái gì mà trời ơi sung lắm á. Một cái gì? Vô nè. Uống mà không còn lông đền luôn thiệt sự. Uống không hết là người ta thấy đó. Uống hỏng luôn. Nhưng mà đội bé rắn của chúng ta cứ yên tâm nha, tại vì họ chương trình đã nghiên cứu hết rồi. Với cái công thức này thì nó rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của mình. Bổ thì uống. Em bổ lắm rồi, em là cơ thể em đủ chất rồi. Xin mời Nikki. Rồi rồi, hai bên kia coi quà đi, coi quà đi. Thôi uống xong đi mới coi. Tụi em bận coi chị uống rồi. Nikki cố lên, Nikki từ đầu chương trình tới giờ em chưa làm được gì. Hay quá.
anh đây. Thôi được rồi, tội nghiệp bé. Không. Yeah. Đó, đúng rồi. Ăn cái ly, ăn cái ly luôn, ăn cái ly luôn. Nó giỡn, nó giỡn. Chị uống theo cái cách của chị. Chị giữ bây giờ, mấy đứa này đổ bây giờ. Chị giữ cái tay chị lại để em cho chị uống. Nè ngoan, nè ngoan, nè. Wow, hay quá. Ăn cái chanh vô cho đỡ đắng à. 10 điểm. Bây giờ chúng ta lựa quà nào mọi người ơi. Mình là từ hộp số 1 cho đến hộp số 5 đó. Quà của mình là quà chất lượng thôi, mọi người cứ tự do lựa chọn. Mời Emma với lại Thủy Tiên cùng chọn lựa quà đi ạ. Hửi. Quà người ta mà đi hửi. Em chọn hộp số 4 đúng không? Hai chị cùng mở luôn nha. Quà em mang ở số 4 trước đúng không? Quà của chúng ta nha. Rồi. 3, 2, 1. Quà. Quà nước hoa. Không, cái này Trung không? Cái này Trung không xài đó chị. À, này cho đúng không? Xinh rồi đúng không? Thưa quý vị, như vậy là đội bé rồng của chúng ta đã nhận được 3 set nước hoa. Với những cái chai nước hoa nhỏ như thế này, các bạn có thể mang đi bất kỳ đâu. Có thể nhét vô túi xách du lịch, hoặc là có thể nhét vô túi quần, túi áo, rất là gọn gàng. Còn một hộp quà nữa, các bạn muốn lựa chọn hộp quà nào? Em nghĩ là em chọn cách hộp đi. Em đứng kế bên đây, em chọn số 2 ạ. Số 2, chúng ta sẽ cùng mở nha. 3, 2, 1. Xin mời. Wow. Chúng ta nhận được một set gọi là tinh dầu và nến hương. Những món quà rất là tốt cho sức khỏe với những người nghệ sĩ hay đi sớm về khuya như chúng ta. Có những lúc rất là mệt mỏi, trên đường về hối hả, tất bật. Chúng ta vào nhà mở cửa ra, một hương thơm nó òa vào mặt của chúng ta. Wow, cảm giác là cuộc sống dường như được chữa lành đúng không nào? Cuộc sống vô cùng thanh khiết. Thưa quý vị, như vậy á là ngày hôm nay hai đội chơi của chúng ta đều đã có quà mang về rồi. Đó, nói chung là ai cũng đều vui, ai cũng có quà hết trơn rồi. Và mong rằng là tất cả các vị khách mời đến với chương trình Studio số 6 thì đều sẽ có thật là nhiều sức khỏe để thực hiện những ước mơ của mình trong cuộc sống nha. Và hy vọng chương trình Studio số 6 cũng đã mang lại rất là nhiều tiếng cười và niềm vui cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho chương trình chúng tôi. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp.